tất cả các bạn nha. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá đoạn kênh Thâm Lương, tiếp tục khu vực suốt đường Bến Lội và về Tân Kỳ, Tân Quý. Thì mình đi đã đi phía bên khu vực Bến Lội. Bây giờ mình sẽ đi quay ngược lại, mình đi qua bên đường bên đây, mình khám phá bên đây nha các bạn. Xem coi. Con đường này thế nào? Cuối chiều chỉ là hai từ tuyệt vời. Còn gì tuyệt vời, sau này các bạn sẽ nhìn được cái con đường này và thêm con sông nữa. Xe chạy bon 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 bon. Ảo quá đã các bạn ơi. Đúng là tuyệt vời. Chị sẽ gảnh cho cập nhật lại hết trơn dòng kênh Thâm Lương này cho các bạn xem. Quá thích luôn các bạn. Thích thật sự á. Không đi được hả? Căng quá. Cho các bạn xem, chừng nào nếu mà đi không được thì mình quay lại nha các bạn. Khi nào mình không đi được thì mình quay lại và mình khám phá đoạn kia. À, xe đang ngút không đi được các bạn, quay lại các bạn ơi, đừng quay lại, mình khám phá đầu kia nha.
sẽ đi khám phá đường này tiếp tục xem như thế nào. Đó, mình đi qua từ đoạn này các bạn. Vô cùng đẹp luôn. Đoạn này
này kè xong rồi, nhưng mà người ta đang ủi đường, ủi cho nó phăng mở bằng ra các bạn. Anh xe anh ngồi trên xe đang nghỉ ngơi hút thuốc. Quá đã. Ê nha, đoạn này đi hơi phê nha các bạn. Đúng là lộ đề luôn á. Xong á, cái này đi hơi là dơ quá. Sình quá ngán các bạn. À. Hên quá chỗ này
ta lót mấy cái miếng là miếng thép dày để cho xe lội xe đi. Xe công trình chứ không phải xe mình đâu nha. Xe công trình chỗ này chắc lúng quá thì ta sẽ lót để cho đi. Không biết là chịu có đi được hết tới ngoài kia hay không. Quay thì các bạn đi ngồi không biết có được ra có đường thoát hay sẽ quay trở lại bất công. Lục bình lo vô lên luôn kìa. Ngay cua này bao đẹp luôn các bạn. Đẹp tuyệt vời. Cái cua này. Cái cua này ngay chỗ cua này nữa, cái miếng đất trống rồi đó đó. Còn gì bằng nữa. Thì cái cua này vừa vô đó cua ngay đó, người ta tới đây người ta tấp vô cái vàng đó. Cái chỗ này sau này người ta muốn làm kinh doanh đồ nghỉ ngơi đồ này kia, người ta mở rộng cái này ra vô khu vực này. Xe tới đây cua này cứ tấp vô đó. Rồi mát rượi rượi. Yeah. Các bạn xem nha. Đá không các bạn? Nè, các bạn xem lại nè. Đẹp tuyệt vời. Đoạn này đẹp tuyệt vời luôn. Rồi các bạn, vậy thì mình chiều kết thúc từ đây nha các bạn. Dài quá rồi, mình sẽ tiếp tục video nữa nha các bạn.